Hồ Ngọc Hà phản hồi tin hủy show diễn ở Mỹ vì bệnh nặng. Bầu Show cho biết Hồ Ngọc Hà hủy show diễn tại Mỹ vì bệnh nặng. Song đại diện của nữ ca sĩ cho biết cô chỉ bị cảm cúm. Trao đổi với Dinh vào tối ngày 11 tháng 10, đại diện của Hồ Ngọc Hà phủ nhận thông tin cô bị bệnh nặng dẫn tới việc hủy show diễn tại Mỹ. Theo đó, nữ ca sĩ chỉ bị cảm cúm nhưng sức khỏe không đảm bảo để có thể biểu diễn trên sân khấu. Người đại diện nói hiện nữ ca sĩ vẫn ở Mỹ sau khi hủy show. Cô muốn dành thời gian nghỉ ngơi sau những biến cố thời gian qua. Nữ ca sĩ bị cảm cúm, nhưng sức khỏe của chị không đảm bảo để có thể biểu diễn tốt trên sân khấu. Vì thế, chị Hà buộc phải hủy show diễn, đại diện của Hồ Ngọc Hà cho biết. Trước đó, theo kế hoạch, Hồ Ngọc Hà có đêm nhạc Love Song tại San Jose, California ngày 9 tháng 10. Tuy nhiên, giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ xin hủy show vì sức khỏe không đảm bảo. Ông Mai Cổ Nguyễn, Bầu Show, thông báo, thay mặt Hà, ban tổ chức thành thật xin lỗi quý khán thính giả đã ủng hộ show. Mặc dù vé đã bán hết nhưng phải đành rời lại ngày khác. Mọi người có thể trả vé lại nơi đã mua hoặc đổi vé sang show New Year với Lệ Quyên ngày 31 tháng 12 mà không cần bù thêm tiền. Ngoài hủy show diễn trên, ông Michel Nguyễn cũng cho biết Hồ Ngọc Hà ngưng lịch diễn trong thời gian tới dù đã lên kế hoạch. Trả lời truyền thông trong nước, ông nói nữ ca sĩ bị bệnh nặng, Bầu Show động viên ca sĩ cần tập trung lo cho sức khỏe. Ngoài vấn đề sức khỏe, ngày 8 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra đơn trình báo của người nhà ca sĩ Hồ Ngọc Hà về việc bị trộm đột nhập, lấy tài sản. Theo nội dung trình báo, người thân nữ ca sĩ cho biết cùng ngày, họ phát hiện đồ đạc trong căn biệt thự ở phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức có nhiều xáo trộn. Nạn nhân kiểm tra thì phát hiện bị trộm nhiều tài sản có giá trị. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an thành phố Thủ Đức phối hợp với phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xác minh, làm rõ.